Ngày 16 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo cho biết cứ 3 người lớn trên thế giới thì có một người mắc chứng huyết áp cao và cứ 10 người thì có một người mắc bệnh đái tháo đường. Bệnh tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng do tính chất dễ chẩn đoán nhưng lại khó kiểm soát. Tại nước ta thì người từ 25 tuổi trở lên bị tăng huyết áp chiếm 27% và 70% người dân không biết cách ngừa tăng huyết áp. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, sân chơi giờ thứ 9 là một hoạt động nhằm mang lại những giá trị tinh thần cho người lao động sau 8 giờ lao động mệt nhọc. Đồng thời, các thông tin bổ ích về luật lao động và luật công đoàn cũng được truyền tải trong sự kiện này. Và đây là sáng kiến của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và được thực hiện với sự hợp tác của các chủ doanh nghiệp. Ngày hôm nay, các bạn công nhân được nghỉ sớm, họ ăn mặc đẹp và ý ới gọi nhau đến hội trường nơi diễn ra sân chơi giờ thứ 9 do Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh kết hợp cùng hai doanh nghiệp Sương Huỳnh và Vicutray tổ chức. Thông qua cái chương trình giờ thứ 9 để góp phần nâng cao cái đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại doanh nghiệp sau cái thời gian lao động mệt nhọc. Những trò chơi tập thể, ca hát và giao lưu khiến khu hội trường tràn ngập tiếng cười thoải mái của các bạn công nhân. Những cuộc chơi như thế này cho em giống như là tái tạo sức lao động, quên đi những cái mệt mỏi sau giờ làm. Điều này cũng là sự mong đợi của những chủ doanh nghiệp tham gia tổ chức sự kiện. Mấy em nó sẽ có một cái tinh thần đoàn kết hơn, nói chung là trong quá trình làm việc nó cũng gắn bó hơn. Lồng ghép các hoạt động giao lưu là những phần đối vui ngắn về luật lao động, luật công đoàn và nhiều điều bổ ích khác. Sự kiện thường kéo dài từ 2 đến 3 giờ và những tiếng cười cùng những chào pháo tay không ngớt vang lên trong suốt thời gian này. Sân chơi giờ thứ 9 sau 8 giờ lao động cực nhọc đã mang lại khoảng thời gian nghỉ ngơi giải trí tích cực cho những bạn trẻ công nhân xa nhà đang làm việc tại thành phố chúng ta.